Hello, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện của Tà Am bên bờ vũ trụ. Bởi vì sáng nay thì bên phía Tà Am á, họ đã làm một cái video clip chủ yếu là để phân trần về cái chuyện giảng hòa giữa hai cái phe ở bên phía fan cuồng của họ đó, tức là phe của Toán Trần với phe của Thám Tử Tự Cao đó. Thì sau khi Thám Tử Tự Cao cậu ta tuyên bố rằng sẽ từ bỏ cái chuyện Tà Am, tức là không nói về Tà Am bên bầu vũ trụ nữa, thì Tà Am mà đã quyết định là làm một cái video clip nói lên toàn bộ những cái khuất tất, và nói chung là bởi vì Thám Tử Tự Cao đã ra mặt là công kích Hoàng Nguyên Nhất Nguyên luôn mà, kêu là thầy ông nội hay là ai đó hãy dạy dỗ lại Hoàng Nguyên Nhất Nguyên lại mà. Vậy thôi bây giờ mà cả nhà nghe lại cái câu chốt hạ của ông cụ Lê Tùng Vân dành cho cái anh chàng Thám Tử Tự Cao này ha. Khán giả thì chưa biết, nhưng mà thôi thì mấy thầy hỏi thì sư phụ có trách nhiệm phải nói, mà không nói thì tôi nói là phải nói thật. Sư phụ nè, mấy con thấy sư phụ nằm cái giống này nè, làm gì ví dụ sư phụ mà biết ai nằm giống này, suốt ngày ngó lên trần nhà, gặp cái quạt máy, gặp hai ba cái bóng đèn neon vậy thôi. Cho nên biết người cách nào là do thầy Hoàng Nguyên, do thầy Nhất Nguyên giới thiệu, thậm chí tiếp người khách đó cũng là do thầy Hoàng Nguyên, thầy Nhất Nguyên mà nói thì thầy mới theo ý của hai thầy. Hai thầy là đệ tử của sư phụ, nhưng mà sư phụ mắt thì không thấy đường mà lỗ tai thì nghe không được. Bây giờ sư phụ có nhờ ai? Nhờ hai thầy làm giùm mắt của sư phụ, hai thầy làm giùm lỗ tai của sư phụ. Sư phụ bây giờ nói thẳng thẳng một câu là sư phụ bây giờ nghe lời thầy Hoàng Nguyên, nghe lời thầy Nhất Nguyên, nghe lời tuyệt đối, chứ không phải là nghe lời mà tương đối, nghe lời 100% luôn. Thầy nói cho tất cả các YouTuber biết như vậy đó. Kính thưa quý vị, thì Nhất Nguyên nói cho quý vị nghe cái vấn đề này nữa nè. Quý vị thấy rồi đó, sở dĩ chúng tôi sống đây, chúng tôi không có bên phe ai hết, như thầy Nguyên cũng đã trình bày rồi, thì đó tôi cũng không có nói gì nữa, mà tôi nói chỉ nói cái kinh nghiệm để cho quý vị biết, để cho những người mà chửi tôi, chửi thầy Hoàng Nguyên, nhất là chửi thầy Hoàng Nguyên chửi đau 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 đớn quý vị, thì để cho quý vị có cái kinh nghiệm rằng là đụng cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà lôi thầy Hoàng Nguyên ra chà đạp, thầy cũng là trưởng ở đây, lôi thầy một lôi ông thầy trưởng này ra để chà đạp dễ dàng như vậy, thì Phật ý với Thám Tử Cao cái Thám Tử Cao cũng lôi tôi ra chà đạp phải không? Sư phụ Phật ý với Thám Tử Cao cái Thám Tử Cao cũng lôi ra chà đạp phải không? Vậy thì tôi hỏi quý vị, chứ mục đích của Thám Tử Cao gom hết các anh về cho riêng Thám Tử Cao, vậy thì tôi có nên về riêng với Thám Tử Cao hay không, hay để một ngày Thám Tử Cao lật cái rồi là tiền ăn nó rớt nó như sư phụ xuống là vô đống rác nằm luôn. Với cái điều này nè, hồi nãy thầy nói cho con trai của thầy, tức là con đó Thám Tử Cao, thầy đang nói cho con trai của thầy nghe nè. Con coi đó, giữa một người đệ tử là thầy Hoàng Nguyên, đệ tử của thầy là thầy Hoàng Nguyên, và giữa con trai của thầy tức là Thám Tử Cao, con coi có ai có đức hơn. Thầy Hoàng Nguyên thọ đạo từ hồi đó tới bây giờ, dựng cái thiền am bên bờ vũ trụ này cũng là thầy Hoàng Nguyên. Mà sao lại thầy chết để lại cho thầy Nguyên đứng đầu luôn, đứng đầu làm trưởng luôn. Con thấy không, cái công đức thầy Hoàng Nguyên nè, đào tạo mấy đứa nhỏ nè, đào tạo thiền am nè, hiện bây giờ đó mỗi tuần lễ họp đạo, thầy Hoàng Nguyên và thầy Nhất Nguyên đứng ra thuyết pháp cho dạy hết mấy cô trong này. Thầy Hoàng Nguyên là thầy, không phải chứ thầy năm đứa nhỏ, thầy hết cả mấy chục cô trong này. Cái ngày mà thầy chết đó, thầy giao cái thiền viện này, thiền viện thiền am, cái thiền am bên bờ vũ trụ này cho thầy trưởng là thầy Hoàng Nguyên và cho thầy phó là thầy Nhất Nguyên. Hai thầy trưởng và phó, thầy Hoàng Nguyên, thầy Nhất Nguyên, thay mặt thầy cai quản chỗ này. Và con nhớ một điều là ngăn Thám Tử Cao, con nhớ kỹ nha, trước ngày mà cha chết nha con nhớ là thầy Hoàng Nguyên giúp đỡ không biết bao nhiêu. Còn con mới gặp cha con, có ngày trước ngày sau là con vùi dập, con cha đã một người tu một đời, từ là con già con vùi dập thầy Hoàng Nguyên tận đáy xuống đáy bùn luôn. Con thấy không, cái đức con không có, cái đức của con không có trong với thầy Hoàng Nguyên, đức cao như núi. Giữa con với thầy Hoàng Nguyên đó, nếu nói về đời đó thì đi điều tra đó thì chắc là thầy Hoàng Nguyên là học hỏi này con, nhưng mà nói về đạo đó con chưa xứng đáng là học trò của thầy Hoàng Nguyên. Thầy nói tới mức như vậy để cho con trai của thầy ráng mà học mà hiểu. Cái đức mình không làm thì không, người ta không động chạm tới mình đi vùi dập người ta, cái đức mình để đâu?
Đấy. À, cả nhà nghe rồi ha. Mà tính ra cái đứa con nuôi của thầy ông nội Lê Tùng Vân này thì cũng khờ khạo quá cả nhà. À, mà không biết là anh ta giả ngu giả ngơ hay là bị ngáo đá thiệt thì mình không biết. Bởi vì ai cũng cũng thừa hiểu rằng á, nếu mà đã nói đến thì Nga Minh Vũ Trụ thì Hoàng Nguyên Nhất Nguyên hay là ông cụ Lê Tùng Vân cũng đều là một ruột với nhau hết trơn, đúng không? Ai cũng biết rồi, đụng một trong những người đó là đụng với cả tà am rồi. À, vậy mà cái anh chàng mà thám tử tự cao này á, lại tự cho rằng anh ta là cái quyền là có thể sai khiến được họ, đúng không? Ra lệnh được họ, ghê chứ. À, không biết anh ta nghĩ anh ta là ai? À, chỉ là một cái tên kêu bằng thám tử tự xưng thôi. À, chứ có cái gì đâu mà dám lên mặt dạy đời, đúng không? Dạy đời cả cái tà bên vũ trụ luôn. À, còn nếu mà theo như báo chí, đài truyền hình cũng như là những cái gì mà Lê Thanh Minh Tùng đã nói đó, thì Hoàng Nguyên Nhất Nguyên là con ruột của ông cụ Lê Tùng Vân luôn. À, vậy thì lại càng lòi cái ngu của anh chàng thám tử này ra luôn. À, tự xưng là thám tử mà lại không biết được cái chuyện là con ruột của anh ta, đúng không? Bởi vì làm gì có cái chuyện mà ông cụ Lê Tùng Vân á, ông đi tin cái người ngoài trong khi con cháu ông đầy ra đó, để nói thì sao ông phải nghe vậy thôi chứ, đúng không? Mà thật sự á, cho dù lấy cái lý do gì hay là lý luận như thế nào nữa chăng nữa đó, thì cái anh chàng thám tử tự cao này á, cũng kêu bằng xử sự rất là thiếu suy nghĩ. À, bởi vì cái câu chuyện của luật sư Vũ nó ràng ràng ra trước mắt luôn à, đó là một cái tấm gương sáng luôn đó, vậy mà anh ta còn nhào đầu vô mà không biết rút kinh nghiệm, đúng không cả nhà? À, bởi vậy bị tà bên bờ vũ trụ họ chà đạp không thương tiếc là cái điều đương nhiên rồi, sớm muộn sẽ xảy ra thôi. Trước đây á, cái tà mình bộ vũ trụ á, họ rất là cay cú luật sư Vũ, đúng không? Bởi vì luật sư Vũ á, trước đây đã đến Thiền Am, dự định là sẽ giúp đỡ họ, nhưng mà dưới con mắt của một người luật sư á, thì người ta nhìn vô người ta biết ngay là tà am nó có rất là nhiều những cái khuất tất đằng sau, đúng không? Bởi vì đó là một gia đình lừa đảo mà. À, cho nên luật sư Vũ á, đã rút lui, nói chung là rút lui trong êm đẹp, cũng không có nói gì. À, sau đó thì tà am họ bị báo chí phanh phui rất là nhiều những việc làm sai trái, đúng không? Thì như là giả sư giả một coi rồi đó, thì lúc đó luật sư Vũ mới đồng tình rồi đi theo cái hướng là vạch trần sự thật tại tà am luôn. À, thế cho nên á, từ đó mà cái tà am mình vũ trụ họ rất là cay cú luật sư Vũ. À, vì thế á, họ cố tình làm một cái video clip mượn danh là luật sư Vũ đã xúc phạm cô Trương Ngọc Xuân gì đó, chủ yếu là để chửi hội đồng luật sư Vũ thôi. À, cái đó là chỉ có một cái mục tiêu thôi, là làm ra để chửi luật sư Vũ là chính, chứ kiện cáo gì tới thời này có thấy gì đâu, đúng không? Chửi cho hả dạ mà. À, vậy mà cái tên gì thám tử hả, tự xưng là thám tử lại chui theo cái con đường của luật sư Vũ đi, đó, thì một điều chắc chắn là sẽ bị chửi hội đồng thôi, không có đường nào chạy ra. À, bởi vì sáng nay cả nhà thấy không, chửi giúp mà không kịp luôn mà. À, nhưng mà qua cái vụ việc này á, chúng ta lại thấy rằng cái anh chàng thám tử tự cao này á, cũng có một phần cái tính cách giống như là tà am luôn. À, đó là anh ta thích thể hiện, đúng không? Bao giờ cũng cũng tự cao tự đại và luôn cho rằng anh ta là số 1. Thế thế cho nên mới có cái chuyện là anh ta ra lệnh cho tà am luôn, ra lệnh cho tà am bên vũ trụ là phải dạy dỗ lại Hoàng Nguyên Nhất Nguyên. Bởi vì nếu mà không dạy dỗ á, thì sau này hai anh chàng này ha, sẽ hại Thiền Am, sẽ hai anh chàng này là đạo diễn làm bao sóng gió tà am thế này thế kia. Nhưng mà vô tình thì trúng ngay cổ kiến lửa và bị chửi lại một cách chửi hội đồng sắp mặt luôn, chửi suốt gần một tiếng đồng hồ đó. Vì thật sự tà am bên vũ trụ đó, họ cũng vậy thôi, họ luôn xem họ là số 1, là trung tâm của vũ trụ mà. À, làm sao mà có cái chuyện nhận cái lời phán xét từ ai, đúng không? Đằng này thám tử tự cao là cái gì, đâu có là cái đinh gì đâu mà dám phán xét họ. Bởi vậy nồi nào úp vung đó thôi, hai cái nắp thì sao mà nấu được. À, rồi xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. À, xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.